Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dịch Khả nè mọi người. Ngày hôm nay thì Khả sẽ làm một video ngắn cho anh em xem nha. Và Khả sẽ nghe Evan vào mùng 2 tháng 9 nha mọi người. Và Evan này như thế nào ra sao thì chúng ta cùng xem màn hình nhỏ của chúng ta thì như thế nào nè mọi người. Hôm nay Khả sẽ ngồi ngay bờ sen để lấy đợi anh Evan cho anh em xem nha. Và Evan mùng 2 tháng 9 Quốc Khánh. Khả xem như thế nào đây. Khả sẽ truy cập vào cho anh em xem. Vùng 2 tháng 9 thì vừa rồi Khả đã ép xong cái nguyên liệu thì Khả đi tranh 2 tháng 9 nè mày. Áo quân nhân này, nón quân nhân, giày quân nhân, ba lô quân nhân, khăn tròn quân nhân. Rồi ngôi sao chiến thắng thì cái này điện ống kim, anh em mình tiền vạn. Vừa rồi ngôi sao chiến công này, mua 1.000 cái thì khoảng 50k điểm. S thì hết 10 ca su nha, hết 10 ca su đỡ hoàn thành được 1.000 cái. Thì Evan này tiền vạn này thì Khả chưa anh. Evan tiền vạn anh max sẽ được 5 tỷ này. Thấy chưa anh? Khả Evan anh xu trước rồi. Anh xu thì vừa rồi Khả ép bộ quân trang chiến công 1.000 cái thì sử dụng được 1 cái 15 triệu. Thì 1 triệu 1.000 cái sẽ được 15 tỷ kinh nghiệm. 15 tỷ kinh nghiệm sau khi ăn xong sẽ được mảnh ngựa này. Rồi mảnh bí kiếp, tiểu ma đại thành, pháo hoa. Pháo hoa này sẽ ăn được thêm 50 cái, sẽ mở ra được ít đồ nữa. Lô hộp thạch anh, súng trường, à súng trường chứ. Pháo hoa này đỡ đi, đốt này, đỡ đi đốt ở gia tăng thôn chứ. Còn cái súng trường này mới cắn thêm 50 cái này, sẽ được phi phong này nọ này. Vấn đề là dán xe bào, kim cương bào, bách bảo rương này nọ này. Đó, ở vấn đề cái súng trường này là tiền cái phi phong anh em. Đó, trong súng trường này sẽ ra phi phong. Mà hôm nay nghe nói này bằng nhiều lắm, đồng bài boss này. Vòng họ khánh đuột tốt cá nhân bằng hội, không minh thật. Chống phá linh dược, em vinh tiềm năng, kỹ năng tiềm năng, thì tinh tinh hồng. Chung không gì thay đổi này, giống như những cái bình trước và khác chỉ khác ở đây là có vùng sáng này. Vùng sáng màu đỏ cộng 200 sinh lực. Cái nhân rồi hên hên mở ra được một món trang bị hiệp cốt, hay là món trang bị Newton, hay là một món trang bị định quốc, hay là một món trang bị ăn ban. Đó, may mắn sẽ ra món ăn ban nha nè. Ngựa thối phía, bộ hồng ảnh. Ồ, mùa này cũng có thêm bộ hồng ảnh. Rồi mình đã kháng cả đại thành bí kiếp. À, ok, hôm qua quá khánh may mắn sẽ mở ra thì tinh tinh hồng, thì tinh hồng bên thật ngựa. Ok, cũng không có cái gì khác đâu mày, tương đối giống nhau hết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ăn nha nam ơi, đỡ up cấp nha nam. Lần này thì chắc là Khả lên được khoảng 127 nè mày. Khả nghĩ gì nó vừa up 127 luôn á. Rồi, đỉnh đối ạc, hiện tại là Khải đã đối ạc cách đây ra, đối ạc là cách đây hơn 15 ngày nè mày. Hơn 15 ngày trước khi Evan chưa ra à. Nhưng mà đổi không có nè mày, đổi không có ạc luôn mọi người. Đổi không có ạc luôn nè. Nên là thôi, nếu không có ạc thì bây giờ xác định là chơi đường môn luôn nha nè. Và vừa rồi thì từ vừa rồi Khải đã đấu giá bộ thiên tử xếp đồng bang mắt ộp cực phẩm rồi nè. Đó, Khải đấu giá bộ mắt ộp nè, được sử dụng 7 ngày. Bộ cũ của Khải, Khải có một rương này. Đây sẽ đồ Khải nè, 80 chó, 80 chồng. Đồn thủ lý nè, 25-20, 19-20, 15-40 thì được 80 chồng nè. Kèm với ấn thủ lý 25. Trang sức kháng cảnh 5, lực đạ kháng cảnh 5. Trang sức sinh lực 200 bông tiêu. Vũ khí thiên quan. Bây giờ là ngày hôm nay anh Evan đã vừa ốp cấp kìm với lại tìm phi phân nha. Tìm phi phân nha. Vô. Ngồi chỗ này nó cũng đẹp nha. Ngồi chỗ cái cầu này lấy nó cũng đẹp. Ngay chỗ bên xe nè. Okay. Đó, bên xe đẹp chưa. Đó, quá đẹp luôn. Quý Evan nha nè. Một cái trắng linh dược, một pháo, một mảnh 120, nằm xuống AK này, nằm xuống AK này, thiếu là tháng nút, sắp thời gian, tháng nút, phục viên, một hết, quá tử, tinh hồng bảo thạch, hai pháo, đủ mới có 8 cái súng mà trời. Tiêm được 50 cái súng rồi nè. 10, 2 pháo, 2 tinh hồng. Gần 50 cái rồi, cảm giác được một cái kỹ năng. Lên mặt cao quật hả? Đang bơ K2 năm ơi. Đi chèo dạo thằng nào nó muốn chết luôn á. Rất là anh em thích lên mặt cao quật hả? Ok, thành đồ đồng nha. 15 năm có mấy chữ thề mà sao cả vương nhớ nhung hoài thì em trong phòng ba gió hiện tại giờ coi gần tính ra gần 370 cái rồi, chỉ có một cái điểm kỹ năng thôi. Súng thì mới có 16, kiếm 50 súng còn kìm phi phong cho nó dở nha nè. Thường thường anh em ăn là có người thiếu, có người đủ nè.
là tất cả auto. Yên Bình up chắc được 127 lên hạng lại 5X hay 4X gì đó. Vì bữa Khải chưa ăn Yên Bình đó nên là hạng Khải 40 từ tục xuống số 2 là khoảng hơn 40 người anh Yên Bình rồi thì Khải sẽ bị tục top thôi. À, lên chỗ mặt của quần đứng cũng đẹp mình nè. Rồi tiếp tục anh em ơi. Đó, chỗ này cũng khá đẹp. Đó, phong cảnh hữu tình chưa? Cảnh này. Một cuốn gì đây? Một cuốn đại ma nhiêu đây? Số 3. Yêu ma đại ma số 3. Một đồng bài boss. Một tinh hồng. Đây. Một vết số. Cái tóc này lực. Hôm nay trong cái này một sát thư giãn. Phi tóc ở đánh bó. Sát thư giãn đi không đi một ải. Mấy người đây. Mục tiêu 1 đồ. Má tưởng mục tiêu 2 là con có mục tiêu rồi. Kinh như vậy đó. Tiếp tục cuốn xấu nữa. Ok. Nó hợp bản thân anh. Đang bao nhiêu tình chặt rương rồi. Thiên thảo lộ. Ôi tính ra nó chặt rương rồi em ơi. Đã Khải chuyển qua con cổ lon nó giữ rồi. Chặt rương rồi. Rương rồi. Thành đô. Tí là sẽ mở mấy cái hộp tối phiến luôn. Thử ra tối phiến máy này. Pháo hoa. Linh dược. Xương bông tiêu 1 anh em ơi, tôi muốn tiêu 2, bông tiêu 2 mới hàng hiếm nữa nè. Bỏ qua là tí này cho anh em nè. Boss nè. Có tụi này không phải đánh máy luôn nè. Tiên đấu lộ. Ui trời, tinh hồng. Tinh hồng gần đủ bộ rồi. Tiên thấu lộ, mảnh bông tiêu. Quá tử, thiên sơn, nhân đại. À, bỏ mất tiên thấu lộ luôn rồi, đã chọc rương. Sơ đồ giang hồ 4 cái. Ôi chết. Mãi có lon hết chỗ chưa nè mày. Sai quá. Tính ra 10 kim mà hiện tại giờ thì chưa biết thu được thu lại vốn luôn em à. Không biết thu lại vốn luôn á. Để coi thử ra gì không anh. Còn 150 cái cuối cùng nè mày. 10 kim là tí là tính thử lời hay lỗ này. Giờ bắt đầu tính luôn cho anh em xem nữa coi. Hiện tại là có mấy tiền tốt lộ rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bình được 200 xu. Mấy con này 1, 2, 200 xu. Một con này 100 là 300, 200 xu nữa là 400. 400 cho con này 100 nữa 500 đi. Cho 500 xu. 500 xu. Mấy con này không thua. 500 xu. Con này cũng mấy trăm vạn cho anh em luôn. Con này cũng được 300 xu nè. Cho này thêm được 500 nữa 1k xu rồi. Ca sâu giống bộ tinh thần được 600 xu ơi. Cho 500 đi, là 1 ca rưỡi. À được thêm cái hai cục kỹ năng này. 1 ca rưỡi rồi nha, 1 ca rưỡi xu. Em với mấy cái này, 1, 2, 3, 4. 4 là 50 xu. 50 xu nhân 4 là 200 xu là 1 ca 7. 1 ca 7. Rồi 1 ca 7. 1 ca 7 bước này, mỗi cái 500 ở đây là 2 ca 2. Rồi ok, tương đối được 2 ca 2 rồi nè. Hai cục kỹ năng là thêm hai kỹ năng nữa thành 2k2 anh em nút luôn này. Nút luôn này. Ok. Rồi, khui tiếp tục những cái cuối cùng. Vé số quốc ơi, chọc rương. 2k2 này. Rồi, lên tiếp tục kỹ năng tiếp anh em ơi. Mà đúng tiêu chưa kịp bỏ qua này. Có tổ thiên sơn. Con thiên sơn vừa rồi cánh có rồi đúng không? Này là gì? Dây kèm ở cái này để ép cái kia. 141 cái rồi anh em ơi. 2k2 nha anh em nhớ là mình đã thu được 2k2 từ Evan rồi nha. Tiềm năng ơi, đang tìm cần tiềm năng. Có đường cục tiềm năng kỹ năng này. Chung là kỹ năng nữa, phải luôn. Trời ơi, mình cần tiềm năng mà anh em. Thôi xong toàn cho kỹ năng chơi nhiều chứ. Kỹ năng này chắc chỗ. Pháo được 2 cái. Cái băng hỏi là đỡ nộp nè. Phi tóc đại lực nè.
cho thu dáng đi vượt ái này, thu dáng đi vượt ái này, nào cái cuối cùng rồi nè. Rồi là cái vùng què đây, càng khôn này, nếu được hai cái hai đúng không, càng khôn này khoảng 3 kim nữa, càng khôn tầm này được 3 kim ở đây, 2.200 cho 2.500 thôi, 2.500 càng khôn này là được 4.700 này, đó. Rồi mấy cái này 100 xu một cái, khoảng 5.100 rồi, 5.100 rồi được 550 cá nhân, 550 cá nhân tầm này khoảng 500 xu ơi. Rồi cộng cho 400 bên tối phiến này, 5.100 này cộng với 500 xu cá nhân này, 500 xu cá nhân 5.600 này, bỏ vô trong nha nè, khỏi bị lộn nha. Đó rồi, đó cái ban hội này bỏ ra từ từ tính tiếp. Tầm này có cá nhân như ban hội như thế này là nộp hơi bị easy luôn nè, không thiếu ngày nào luôn nè. Rồi đứng cục sinh lực 200 được khoảng 200 xu ấy, full 15 ngày này 200 xu nè, bỏ vô này còn thừa là cho anh em này. Rồi mạch nạ mới nè, thừa là cho anh em này. Rồi cho cái bộ này 500 xu nè, bộ trang sức 500 xu là 6.1 khui chú chắc mình đợi 6.1 theo chuyên giới ở gì đâu không biết kiếp thương đam sốt à, được 50 cái đây được rồi. Bộ kia á, cái này dư nữa. Thêm 500 xu nữa nè, cuối cùng này thêm 500 xu ở đây. Kỹ năng đỡ đổi cho mình đang trùng vàng lá tiềm năng. Rồi tính ra thì what the hell thu được 6.600 rồi nè em à, 6.600 rồi nha. Mở mấy cái tốt phía luôn. Sụp sụp đừng biết được cái nào hiếm này, được coi cái nào trúng hiếm không đâu. Còn cái nào hiếm không đây, 6.600 rồi coi mà cái nào hiếm nha. Trước hai có đỡ cái thống cơ đồ hiếm trên này được coi. Xấu rồi đúng không? Nào hiếm rồi. Ok đây. Như đây. Chút. Mấy mình xấu sốt rồi. Xấu không có nào hiếm luôn cả. Như đây. Mảnh tím. Tím xấu. Tím thô xấu vứt rồi. Hồng. Hồng gì đây? Hồng xấu nữa. Chút. Xấu vứt luôn. Mảnh thật anh thô. Như đây. Lục. Lục đá vứt luôn. Đó. Mọi mọi vứt luôn mọi. Rồi phần rác có rác rồi nè mày. Rồi ok bây giờ mở đến cái này nè em ơi, cái này muốn quan trọng là khai bắt cất cái bộ mấy cái chỗ này vô rương này. Được, anh em nào cần lấy ngựa này, cái này tính tiền là bỏ vô này, cái này tính là bỏ vô này, khoảng thu 6.600 vào đầu là chúng ta mở 50 cái súng thử nha anh em, 50 cái súng thử ra có quần què nha anh em. Này thêm nên chục xu nữa này, 6.650 đây. Rồi thêm ba bên tiền thương lộ là 6.700 này. Rồi thêm 6.700 này, bên tiền mảnh một sida. Rồi giờ anh cái này nha nè, đâm sát số. Rồi đến mở cái này kiếm phi phong rồi em ơi, phi phong dùm tôi cái, tôi kiếm phi phong rồi em ơi. Cúi hàm, anh em đang xem trong lam hồ chơi này, khui phi phong đi. Không, anh cái này ra phi phong rồi em ơi. Bảo nhờ cho nó lung linh cho tôi. Phi phong đâu nam? Một bát bảo rương. Phi phong đi nam. Easy game. Yeah yeah yeah. Mấy ngày? 3 ngày. Ok man. Ngon lành cành đào. Rồi có phi phong là thôi anh em. Có phi phong là thôi, đợi đó bữa nào mình cắn tiếp anh em. Mình đợi xong trận công thành mình cắn tiếp anh em ơi. Anh nhúc tình đâu ra em, anh nhúc tình bữa anh mở, anh mua. Ôi, một con ngựa nữa. Rồi, đừng có phi phong kiếm năng rồi em ơi. Úi xời. Phi phong này tầm này cũng được 3 kim nha em. Với 6.700 với 3 kim này thì khả là thu được 9.700 em ơi. Thu 9.700 tương đối là hồi vốn nha em. Hồi vốn mà khả là up cấp. Ui, chưa up cấp luôn em à, vãn rồi. Lên được 21 tỷ à, 15 tỷ chứ, 15 tỷ là gần 127 thôi, chưa up cấp được luôn á em. Vừa rồi khả up anh mắt even là 15 tỷ, khả đang có khoảng 9 tỷ thì mới lên gần 25 tỷ thôi em ơi. Thì vẫn chưa up cấp được, quá cả nồi chỗ này phải nghe bên tìm vạn nó mới up cấp nổi anh em ơi. Rồi ok, nói chung là tầm này là ổn định rồi anh em à, ổn định rồi anh em ơi. Rồi còn 30 mấy cái này thì đỡ ít hôm nữa sau khi hết phi phong khả sẽ tiếp tục mở tiếp nữa nè, lỡ đâu ra phi phong mở tiếp nha mọi người. Ngon rồi, có phi phong là ngon lành cành đào rồi. Cái này đã dành này, người này đã dành lại lấy này. Rồi ok, ngon lành anh em ơi, nói chung là thu được 9.700 này, không lỗ lắm anh em ơi. Rồi có phi phong này lại đi hóng đi ép luôn em ơi, lấy cái kiếm năng quốc cho nó sướng con kim nào
con hình chiến luôn. Ngon lành cành đao. Trời ơi, quá đã, quá đã. Đánh phải lên được phi phong kỹ năng một cấp nữa nó mới xác định được anh em ạ. Lên này, kỹ năng 4 cấp. Tay 9.000, quá đẹp. Đó, quá dữ luôn anh em ơi. Kỹ năng cũng có 4 cấp nè, hiện tại đang có kỹ năng cũng có 4 cấp. Hiện tại đang cắn cái này dương 2 điểm kỹ năng, biết làm gì nè. 2 điểm kỹ năng. Độc. Rồi, 2 điểm kỹ năng, tăng 7 giờ, biết làm gì. Ai đổi tiềm năng không anh em ơi? Ai đổi tiềm năng giùm em 2 cái anh em ơi. Đang cần tiềm năng anh em ơi. Ai đổi giùm tiềm năng anh em. Dư 38 cây súng là ngon lành em ơi. Bữa nào mình đợi hết phi phong nào, mình sẽ tiếp tục mở tiếp tục ở đó em ơi. Rồi, ok. Vậy tương đối ok hết rồi. Ba phóng hoa thừa. Ba phóng hoa thừa này bắn hình vẫn ra phi phong nè. Bắn ở giang thân thôn em ơi. Úp lên được 200 máu, lên được 4.300 máu. Xem úp cấp thôi. 20% nữa mà úp cấp. Cái kiểu này phải event tiền vạn nữa mà úp cấp nữa. Event tiền vạn 5 tỷ nữa úp cấp nữa. Rồi, ok, quá đẹp em ơi. Rồi giờ bây giờ Khải gì khu vực bang Khải thống cơ thử bang hôm nay nộp thiếu đủ bao nhiêu nha nè. Rồi anh em xem video đừng quên để lại video anh Vinh mùa 29 này của Khải khá là ok, một like cho sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Bỏ 10 kim mà thu lại 9.700 không lộ mấy nè, lời được 38 cái súng thì bữa nào thả tiếp súng nha nè, thả tiếp súng đánh tiếp nha, thả tiếp súng tìm vị phân nha mọi người. Đừng quên cho Khải một like cho sẽ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Lâu lắm có một video up cho anh em xem nha anh em ơi. Tầm này server nó cũng bình bình, không có gì đỡ làm nhiều hơn luôn nè. Cố gắng sẽ ra nhiều video hơn cho anh em xem nhé.